Xin chào quý vị và bà con. Hôm nay là thời tiết bắt đầu có nắng trở lại sau một thời gian mưa. Thì quý bà con tranh thủ chúng ta bón kali trắng đợt này khi thời tiết tạnh ráo và vẫn còn độ ẩm trong vườn. Đây là trên cơ sở 2 của Hà Bưởi Ngon. Hôm qua Hà Bưởi Ngon cũng bắt đầu bón kali và chiều hôm qua có phun thuốc. Và vì tầm này là kiến và dẹp sáp rất là nhiều, cộng với đó là chúng ta phun thuốc phòng trị rỉ sắt. Đây là bệnh rỉ sắt này. Đợt mưa này là nó sẽ rất nhiều nấm và rỉ sắt đây này. Đấy, thì chúng ta phải phun kiến này, dày dẹp này và nấm rỉ sắt. Nếu không thì thời tiết này những nhà nào vườn mà rậm rạp quả xà xuống mặt đất nhiều là sẽ thối quả nhiều. Hoặc những nhà mà không bao trái thì đợt nắng già vừa rồi mà cháy quả thì sau đợt mưa này sẽ rụng rất là nhiều. Đây, chúng ta lưu ý là chúng ta phun phòng, bây giờ phun cả dày dẹp kiến và nấm. Thì thuốc và phân bón bà con có thể liên hệ với Hà Bưởi Ngon qua số máy 0968 12 99 96. Đây, hôm qua Hà Bưởi Ngon bón kali trắng này. Trận mưa tối hôm qua nữa nó làm tan phân rất là tốt luôn. Đây, cái túi bao trái của Hà Bưởi Ngon bao quả bưởi từ nhỏ đến lớn này. Quả bưởi rất là sạch, vệ sinh an toàn thực phẩm. Và hai nữa là cái túi này Hà Bưởi Ngon cung cấp trên toàn quốc. Túi này, tâm yêu thương và phụng sự của mọi người. Bưởi bây giờ là đã bắt đầu xuống nước và có đường, nên là những cái trái bưởi nó sẽ chịu quả xuống như này, nó nặng hơn. Chúng ta lưu ý là chúng ta bón phân là tận dụng thời tiết mưa ẩm chúng ta bón, thì nó sẽ tan triệt để cái phân kali. Hà Bưởi Ngon vẫn đang bán cây giống bưởi diễn và bưởi tam hồng rất là nhiều nhé. Bà con ai có nhu cầu mua giống thì liên hệ với Hà Bưởi Ngon. Đây là địa chỉ của Hà Bưởi Ngon này, xóm 3 thôn Long Phú, xã Hòa Thạch, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội. Chuyên cung cấp vật tư nông nghiệp, túi bao trái, cây giống bưởi tam hồng, bưởi diễn, bưởi đường chín sớm, bưởi ngọc minh khuê. Và ngoài ra Hà Bưởi Ngon cung cấp mắt ghép bưởi cho bà con ghép cải tạo.